tóc tiên có hoa nhé bạn nhá. Đây là cây tóc tiên có hoa. Một bầu của nó thì như này. Mình để ra đây để cho bạn nhìn này. Cho nó khỏi bị lẫn vào trong cái rễ thì tua tủa ra ngoài rồi. Đó, và một bầu là như này. Cây cao khoảng tầm 20 phân ạ. Đó. Các bạn có nhu cầu mua cây tóc tiên có hoa nhé thì vui lòng liên hệ ạ. 0977973535 bạn nhá. Đó, cây rất là đẹp, rất là đẹp. Ngoài cái tóc tiên có hoa, nhà mình còn có cả cây bảy sắc cầu vồng này. Hay là cây tóc tiên không hoa nữa bạn ạ. Không hoa của nó đẹp không? Cái màu tím đẹp quá. Là cái nó không bắt được camera, nó không bắt được cái màu màu tím ở ngoài, nó đậm hơn nhiều so với cái màu ở trong hình này. Các bạn có nhu cầu mua cây hoa tóc tiên có hoa và tóc tiên không hoa thì vui lòng alo mình ạ. 0977973535 bạn nhá.